Hey, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Huy có làm clip ẩm thực và ở đây mình có giao lưu với cụ tài tư duy nữa, cụ tài có tư giao duy lưu với nữa. cụ tài tư duy đây. Anh ca Nè, cờ. quay lại chào Quay lên chào mọi người kìa, chào quay lại mọi chào mọi người. người kìa. Mọi Quay người chào ở đây mọi người. nè. Đây là anh Khánh luôn. Hi. Chào mọi người. Đó. Chào cả nhà nha. Chào mọi người con, chào ơi. Rồi. Rồi rồi, cũng xin chào tất cả mọi người luôn nha. Mẹ đang làm gì vậy? Đang câu cá để mà kiếm cá rô phi mình cho trộm ăn á. Chứ kiếm bà ba rồi nấu chuối rồi ăn rồi á. Sẵn tiện hôm nay Huy có làm clip ẩm thực luôn á mọi người. Bây giờ Huy sẽ cho mọi người coi mình sẽ đem theo những gì để làm ẩm thực hôm nay nha. Đây là những gì hôm nay Huy đem theo nè mọi người. Có cơm mẻ và các gia vị để một hồi nữa mình sẽ làm cái món ba ba nấu chuối nha mọi người. Đó. Đây, đây là chuối và tàu hũ. Đây, nhân vật chính. Ồ, hú hồn chưa? Huy con ba ba chừng dân luôn nè. Con này 2 kg luôn á mọi người. Ổng quê đặt cái 12 cái ngục dính á đó. Đó giờ đây là hôm hay nay tôi làm món này phức tạp không ta? Món này cũng không phức tạp gì tại em cũng vừa có coi trên YouTube má của con mấy anh làm ẩm thực á anh. Để. Bây giờ em cũng bắt chước làm thử coi mình có giống của người ta không. Nói thật với các bạn luôn là ba ba này Cường chưa có ăn bao giờ luôn á, nhưng mà hôm nay sẽ ăn, sẽ ăn thử ha. Đến đây là phải ăn rồi, chuyện đó đương nhiên rồi các bạn. Thì trong thời gian này Quy đang làm á các bạn, thì Cường cũng đem cần câu thải sẵn đó, cá nó ăn thì mình giật thôi, chứ không phải là mình đang làm clip mà mình chú tâm vào câu cá nha. Để tôi coi câu cá đó đang. Đó, đây. Con ba ba Quy đã làm sẵn rồi nè mọi người. Đó, làm sạch sẽ rồi. Một hồi Quy chỉ không, có không có máu là ok. Chỉ một hồi Quy chỉ có chặt nữa là ê, xong. Cái mu này ăn được không? Mu ra cho nó rắc nữa chặt mình bỏ cho nước ngọt anh. Ờ, cũng ăn chứ ăn được, gọi còn sạch nè. Mình gọi là sự là cái đó. Mai nha. Cái mai chứ không phải cái mu các bạn. Em mu. Rồi em mu ba ba. Rồi, bây giờ mình vô công đoạn nấu nướng đi ha. Vô công đoạn. Vậy bây giờ là ông Khánh sẽ phụ. Sẽ phụ không? Bây giờ cái mình cái sẽ món này là tôi thua rồi, tôi không biết gì luôn. Sẽ chặt con ba ba ra rồi ốp gia vị, rồi một hồi nữa mình sẽ xào. Ok. Xào bắt đầu mình sẽ nấu chuối. Ok. What? Xong rồi. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị. Là cái này gia vị nhiều không ta? Thì này, em thấy nó bỏ chút bột nghệ nè. Bột nghệ đó hả? Ngay chùm bột nghệ luôn. Có lộn chùm quy nghệ chứ. Rồi ok. Thì ngọt. Cường xin chia sẻ mọi người nha, tại sao bữa nay đi mà có cụ Tèo TV ở đây. Thì mấy gầy giữ con. Mẹ đi khám ở bệnh viện nên phải giữ con rồi. Thì vừa giữ con, ví dụ như là các bạn nói mình đi lỡ kênh này kênh nọ ăn chật á, một mình ăn chật không đã, đem con mình theo ăn chật nữa cho nó đã các bạn ơi. Thấy không? Ok không? Yeah. Nó chứ giờ anh giữ con bây giờ không ẩm theo bỏ nhà sao được. Đâu có ít mà tôi để đi ngoài đường lái xe chạy xe gáp mà hàng ngày mà. Ủa này ngọt lắm ha, đi chơi đi, quậy quá nào tới ăn đi. Tính đây là cơm mẻ. Có cơm mẻ luôn á hả? Ủa chuối này mình không có để cơm mẻ cũng bỏ vừa đủ để sống cho ta này, mình nấu chín sẵn luôn hả? Đó là nãy anh chiên, anh chiên ở nhà chuối với tàu hũ hả? Là mình chiên luôn hả? Vậy là đây là ba ba nấu chuối lần đầu mới thấy nha các bạn.
tỏi sẽ đôi. Wow. Gấp hấu vậy. Nắng Tèo ơi. Vô mát nè. Có kiểu nữa. Vô mát. Gia vị nó cũng nhiều quá ha. Không phải đơn giản trời. Không cắt nhuyễn sao cắt cục bành bành không vậy? Nè sắc tôi bành không có lấy hết. Đó, gia vị giờ cũng đã xong rồi. Chỉ có 6 nữa thôi. Mắm tôm hay là mắm guốc? Mắm guốc. Gọi là mắm tôm anh. Tưởng là mắm guốc là có mắm guốc của con hổ. Tưởng là mắm guốc của con hổ. Rồi, giờ đủ thôi. Chà. Đặc biệt vậy ta. Lần đầu mới thấy nha, đủ lộ trong đây luôn. Này là em cũng là vừa học là lén của mấy anh ở trên YouTube. YouTube nữa. Mắm tôm nha, mắm guốc nha. Tránh xe né xa ra nha, để nó văng một cái là thúi guốc luôn á. Nấp xíu nữa mà đồng. Con 33 này có trứng là nhìn hấp dẫn hơn. Ừ. Con này con đực anh ơi. Lấy trứng mình đi. Lấy trứng mình. Thôi, giờ để mình cho nó thấm gia vị tầm khoảng 1 phút nữa đi ha. Giờ đập xả anh bỏ vô luôn. Rồi. Rồi mình ăn cá ăn, bạn nó không ăn luôn bạn ơi. Kỳ quá. Cá không ăn, mình ăn 33 nha. Bữa nay mình ăn thiếu mẹ rồi. Sao? Ăn 33. Không có mẹ. Hôm nay ăn thiếu mẹ rồi. Nó có con mẹ nữa rồi. Cái con mẹ là con gì ta? Không biết luôn. Con đó ở ngoài đường gọi là cái gì vậy? Dường lại. Dĩa hoài vậy ông nội tôi đâu. Rồi, đâu bây giờ mình chuẩn bị đưa lên chảo dừa anh. Phủi tay đi con, phủi tay. Đấy. Rồi, phủi chân luôn, phủi đít, phủi cu luôn con. Nóng rồi, nóng nó dần đó. Đi ra đây. Đứng với cha nè, đi ra. Cha. Ừ. Cha. Con này tới các con nữa quá. Giá dính thêm con nữa giúp nữa à. Trời ơi. Con nữa rồi dạ. Bự bự rồi. Dạ. Con này bữa là dính là mấy ký? 2 ký. Đó mốt dính còn 3 ký luôn nè. Trời ơi. 3 ký là bằng cái chảo đó bà nội. Bằng chảo thì chơi mệt luôn ha. Lấy cái muôn ra làm cái chảo để nấu nó luôn. Điểm nó cho đập. Đó mình cho nó có màu lên chút đi ha. Đây đó con. Đây nè. Ôi ôi thơm quá trời thơm ơi. Đây nè. Cái yếm nó dưới cái bụng nó còn bự quá. Chứ chặt nó cứng quá mà. Cái yếm nó mềm quá ta. Thấy nó lung lay kìa. Nó lung tại nãy chặt nó không thích đó. Thôi là Tèo quậy quậy. Đi ra con. Đó. Cháu mà tao đang nấu ăn, tao đang review mà tự nhiên đang review ngon lành cái Tèo. Tèo rồi. Quậy quá. Giữ mày cực. Ồ, tái lại rồi đó. Con căng lại liền. Ủa có lửa mà thấy em gù vậy? Có anh. Lửa. Hù cái coi kỹ lại cho thôi đứng xào hoài mà không biết chín đuối à. Thấy không lên nữa. Cái này mình còn để gì nữa không? Để tí tô với lá lốt gì nữa hả? Tí tô lá lốt một hồi nữa mình gần, bầm nhuyễn vô. Nó gần chín anh. À, nó là một cái loại vô. Giống như là rau thơm đó mà. À.
nước sôi ha, chế nước dừa vô là được ha. Xăng nè, xăng nè. Xăng xăng bây giờ mình sẽ chế nước dừa vô. Đây. Đây nước dừa. Rồi mình thêm một chai nước suối vô. Giờ mình chỉ có đợi nó sôi rồi sắc sắc xuống anh ha. Cái nắp vô. Con kèo. Đó. Ngon. Ngon không hả? Để. Để mà. Không phải gì vậy Tèo? Chén nước chấm anh Quy. Có, mình bỏ lên trên. Bỏ lên nồi cho nó cái màu đẹp đẹp mắt. Nước chấm là gì ta? Rồi. Thì giờ á. Ba tôi, cái tánh tôi nó hay hết hồn. Rồi nhẹ nhàng thôi, rồi đừng có ngồi rồi mạnh quá. Ủa cái này là chừng nào mới bỏ vô vậy Quy? Cái đó để chừng nào nó chín rồi anh cái mình đổ vô. Hay là chuối mình đã chiên với tàu hũ chiên sẵn ở nhà rồi. Còn chuối có cái nào chuối luôn không? Trời, ngon luôn á anh. Còn cái này là một chút này bỏ sao phải không ta? À, một hòn cái đó mình như là một cái loại rau thơm đúng không? À, rau thơm gia vị nè mọi người. Đây là lá tí tô với lá lốt với lá lốp. Còn đây là rau này là cần. Gừng hay gì hay gì hả? Cần gò với gừng, ớt, hành. Coi dở thử coi thơm, ơi thơm quá. Có nghe mùi. Này nó quen thuộc với cái loại mà lấy cái dao qua đi con. Cái loại gì phải không? Loại gì? Thú rừng mà bữa tôi làm mấy cái món mà chua cay cơm mẻ rồi mắm tôm rồi đó. Nó cũng tự tự ha nè. Ôi chưa chín các bạn ơi, đợi lại. Không phải phải hỏi mình cũng phải coi đúng không? Có gì mà chắc vớt bọt vậy nè. Thấy em thấy bọt cũng nhiều quá. Không sao đâu. Nó bọt lên nên tôi thích ăn bọt. Ôi nhìn ngon ha. Ngon quá sắc dẫn ha. Sắc sắc lại tí là ngon ha Quy. Sắc lại tí là cho chuối với tàu hủ vô được ha. Ủa chuối đó là ăn chiên hay gì? Quá đã, chuối rồi nãy em chiên ở nhà anh. Ờ. Đây ngon quá các bạn ơi, nè, cận cảnh này các Quy. Ê. Cái màu của nó nè. Màu của nó từ răng dưới mấy cái gì không trong đây. Miếng này mới ngon anh. Đúng là mù luôn phải không? Không sai, dưới cái mù. Rồi, cảm ơn không biết này tính. Rồi, giờ cũng đã xong rồi, mọi người nữa anh rồi. Tại con. Cốp hòa. Ấy. Ủa, thơm nó ghê các bạn ơi. Màu quá đẹp luôn. Mùi thơm của nó Cường sẽ xin đính chính cho các bạn hiểu được cái mùi thơm của nó nha. Là nó có mùi mắm tôm với cơm mẻ rất là ngon luôn. Có vậy thôi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chuối với chuối và đậu hũ. Đậu hũ vô. Kêu bằng đậu hũ đúng không? Cái này đã chiên qua nghe các bạn. Chiên. Chiên hôm qua nghe, chứ không phải là chiên sáng mới chứ chiên qua nghe. Trời ơi. Để bỏ vô một cái đầy nồi sắc nước lại luôn rồi nè. Ôi giời, giờ mình thấy quá đã luôn. Phải trộn cho nó đều lên ha. Tèo à, đi lên con. Để giờ lại đây chúc cho cha cho ăn ba nè con. Ba nấu chuối. Ba nấu chuối. Nó. Đi qua đây đứng với cha nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái này vô ha. Cho gia vị vào. Đó. Đây là tí tô. Tí tô. Đi la lốt. La lốt. Đi ra con, đi ra. Không có đụng vô đây. Đụng vô nó ngon á. Dạ vậy giờ. Này là hành với cái này là ghiền hay là gừng hả? À? Gừng. Đó. Dạ, đặc biệt cái gì? Cái nồi này là có cần bánh mì nữa không? Này thiếu bánh mì anh ạ. Cái này sẽ giống xào lăn ha. Mà nó không có nước cốt dừa nghe các bạn. Đúng rồi, nếu có nước cốt dừa là người ta gọi xào lăn luôn rồi. Xào lăn luôn rồi. Ly ai mày cũng uống được chứ Tèo. Gì? Cái dưới có cái kinh lớn người con vô dưới uống mà. Cha chơi kỳ quá hả? Cha chơi kêu. Thôi giỡn con vậy thôi, thật sự không cho nó xuống máy kinh các bạn. Con nít mà xuống máy kinh nguy hiểm lắm. Mà quên nữa, nãy giờ tôi chưa nếm cái này phải không ta? Chưa, thử cái anh. Thử nha. Thử cho mọi người cũng biết cái gia vị nêm nếm coi vừa. Nước ngọt và cay. Thơm vị xả. Nào là mắm tôm, nào là tôm.
Nói chung ra nó nhiều cái mùi thơm trong đây lắm các bạn, mà nước nó rất là ngọt nha. Và mấy cái ngò đồ đã rồi các bạn. Bây giờ mình test thử cái này chín chưa ta? Đây chín rồi đó. Mình lấy thử cái MU này ăn thử nha. MU là đánh dần cho kỹ vô là MU gùa, MU 33 chứ. Sao miêu không anh? Phiên bản bánh da lợn. Giang bánh da lợn em nói. Cái đó là cái ta gọi là gì vậy ta? Đáng lẽ phải dai nghe sực sực chứ kìa ta. Cũng sực sực đó, nhưng mà có cái là kiểu da lợn mình đó, kiểu mà phiên bản 2 mà. Cũng giống vậy đó. Cái này là ta gọi là cái gì nè ta? Cái mu của ta gọi là cái yếm hả? À, cái yếm. Cái yếm. Kêu là yếm. Nó mềm, rất là ngon luôn nha các bạn. Mềm sực 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 sực. Rồi ok, thì bây giờ đợi cho nó sắc một tí nữa cho nó thấm hết đều trong đây cái gia vị hết. Lúc đó mình nhắc xuống nha các bạn. Đó. Cho chuối này nọ nó chín đều với nhau hết. Rồi ok, để cái phần 5 phút nữa ha. Yeah. Ôi, bắt mùi thơm. Đây cái này mới thơm nè, mắm tôm. Mắm tôm luôn ha, thử mắm tôm sao. Đây, mình có chừa cho cu tèo một phần nha mọi người, đây. Để cho nó nguội chút cho nó ăn. Ngồi đây ăn nha con, không phá nha con. Ngồi giới thiệu kênh cho nha. Trước đi Quy, tôi chưa ăn bao giờ luôn á. Tôi mời cả nhà ăn cùng với Quy thử cái món này nha. Cho tới tôi hả gì? Mình chấm thử cái, mình thử mình rồi. Chơi chứ. Sao? Mềm dữ anh. Mềm không? Mềm quá mềm luôn. Tôi kiếm cái giò coi. Nè cái này là cái giò con ba ba nghe các bạn. Đó, người ta còn gọi là cái chân. Ngon. Ngon rồi. Mời tất cả mọi người nghe. Chấm miếng mắm tôm mà. Thịt nó mềm lắm mọi người. Con mà lại mềm. Chắc cái đang nóng luôn. Đấy, đang nóng gì luôn hả? Không có tắt hả? Thử ăn nóng rồi. Quá đã. Nó mềm mướp gập vậy. Đã ghê luôn. Mềm mềm giòn giòn. Làm thử miếng chuối không? Thử miếng chuối luôn rồi. Cho đau bụng chưa? Mời mọi người luôn nha. Mời mọi người luôn nha. Chuối nóng ghê không? Nóng chết luôn vậy. Thấy mềm mà. Chiên ở nhà sơ á, rồi cái mình bỏ đi, mình ăn cũng mình vậy. Để cho hết rồi con à. Còn nóng không con? Nóng. Bớt nóng rồi nè. Còn tôi hủ luôn nè. Đúng. Mời mọi người cái nữa nha. Cái chuối này mình ăn nguyên vỏ luôn hả? Sao giống trùng hương quá vậy? Nó giật chết chết luôn rồi. Bây giờ mang có mua uống không? Không mà mua mang rồi. Cũng nghĩ vậy ba. Mua bánh da lợn phiên bản hả? Chơi như bánh da lợn luôn. Cái giò nó răng răng không đã lắm các bạn ơi. Đã. Để tao hổ trong đây có vô dụng không? Đâu có vô dụng đâu, ăn không được. Tôi phải cũng ăn nè. Tôi đang ăn nè. Ba người bào hết cái chảo luôn nè. Hết không? Là lấy cái chảo bán gì chai luôn á. Là hết cái chảo. Giờ tôi kiếm gì phải không? Anh chưa nói xem biết. Di chuyển tới lui ra khách. Đây, đây là cái yếm ở dưới nè mọi người. Đó. Rồi, mời mọi người luôn nha. Người. Quá chắc luôn. Trời bào quá, hồi Khánh caramel này chắc cũng hồi để nước giải. Được. Nhìn cái này nữa mà anh Khánh vô ngồi chung với ba anh em luôn nha. Ê, để nguội không sao sao? Đó, để nóng vậy ăn nóng vậy ngon hơn. Ăn nóng ngon hơn. Tôi thấy ngon á. Cái lưỡi tôi nó chín luôn rồi. Nóng lắm á. Không tắt bếp. Tắt ha. Tắt rồi, tắt rồi vừa đó. Thơm quá các bạn ơi. Thơm lắm. Mà Khánh vừa ăn chung luôn. Rớt dưới đất rồi không có lụm lên nghe con. Thấy sao, thấy sao rồi? Ngon. Thịt dai, thơm, béo. Ngon. Đã không? Đã. Kìa không? Thì lần đầu tiên mới nấu cái món này luôn mà. Lần đầu tiên tôi mới ăn gọi là ba ba cũng là nó cũng là cái món gì được gọi là nổi tiếng là ba ba nấu chuối. Đúng rồi, ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Chấm mắm tôm nha các bạn. Tôm tại mỗi người mỗi khẩu vị muốn được. Chấm gì chấm, thích thì chấm, không thích thì chấm. Ăn cũng được quá anh. Được đó, nó kèm với rau thơm rất là ngon luôn. Chuối nè. Chuối.
này là thịt da thịt luôn á, xương da xương luôn nè, cắn cái này xương nó rớt vậy luôn à, chứ không dính hả kiểu thịt. Canh trước của tôi lúc trước ăn rùa, rùa cũng ngon lắm. Bị chữ quá trời luôn hả? Bị chữ quá trời luôn. Hạnh ngon. Ăn ba này có bị chửi không? Kẻ thích thì chửi, không thích thì chửi á. Mà làm YouTube này tôi nói ông điều ha. Càng bị nhiều người chửi, càng bị hot là càng nổi tiếng. Dạ, dạ. À, chứ ông đầm đầm lì lì tối ngày có nhiều nhẹ nhàng quá thì không ai chú ý tới. Võ ông chữ thề cái rồi. Đó. Chào cả nhà. Đây, thích nhất ăn cái giò mà. Giò này hay dễ dính bị bãi cạm. Bà cũng như cạm hả? Bà bãi cạm dính đuôi á. Bỏ cái đuôi quánh quách dính. Không không, ba không dính dến đỡ nghe không. Ba tôi dính cạm cái rồi mang nhục. Ta nói tôi dễ. Ta ở dưới nước mà tự nhiên đem lên bờ dính cạm. Chứ ba chứ không chui vô dính lòng tròn rồi đó. Đi rùa chứ. Rùa mà chui vô dính luôn lòng tròn mới ghê. Rùa đương nhiên ở cạn mà. Con nó bán cạn. Con đừng hay chút lấy ra ăn con sầu dừa lọc cái lòng ghê. Con nó ở lâu nước phèn. Này có cay không? Có khát nước không? Uống miếng nước đi con. Cay. Uống miếng nước đi. Ngon Tèo ơi. Cái gia vị nó ăn cảm thấy không ngán anh ha. Ngon. Cái gia vị nó ngon chứ. Đầy đủ cho ông nêm các loại tiểu trong đây hết trơn rồi còn cái gì nữa. Ngon. Cái này là người ta uống rượu dữ lắm không? Dân mà uống rượu dữ lắm á. Ngồi để mà nhậu không? Mà nhậu không á. Hôm nay mình chơi uống nước ngọt không à. Hỏi sao không cay rồi. Nào. Nước. Này tưởng đâu là lần đầu tiên Quy nấu Quy không có biết mà tính giờ này có chuối rồi ha. Ê. Mà mọi người đi con. Có bánh mì chứ. Mì hay bún rồi ha. Mà mọi người. Ha. Mà vừa đó má quay đó, má quay đó, đó má quay đó. Mọi người. Có bánh mì đồng chấm ăn cũng được lắm á. Nó nóng mà nó ngon. Tưởng thịt nó bở ăn nhầm da ngon. Vừa ăn. Nhưng mà nó mềm ra chứ không có kiểu mà dai mà khó ăn. Dai mềm, dai mềm. Dai mềm. Vừa ăn. Quá à. Mắm tôm này làm lạc ngon à. Chứ bữa mặn quá. Sao sao hoài. Ngon Tèo. Nó ủa kìa. Trà lấy cho con nha. Cha lão bào quá, không lo con chứ. Mà vô video ngồi đây đút con hoài kỳ quá, để nhà đút bà đó đi. Đúng không? Bảo mọi người, mình phải bào. Có lúc mình ăn nóng vậy là mình đút ăn nó ngon à. Để nhiều khi nó nguội, không biết nó có tanh hay không. Con, cầm ăn luôn. Cái này mình sợ lúc nguội, không biết nó có tanh hay không, mình không biết nữa. Mà tốt nhất là ăn nóng đi. Cái yếm đó nè. Ngon lắm rồi. Hôm nay tôi ăn rùa, tôi thấy người ta ăn ba tan cái mu luôn á, tôi bắt chước tôi ăn cái mu theo. Chồng nguyên hàng nguyên sứ. Ăn cái mu đi anh Cường. Thôi, mình bỏ đi con. Nghe tiếng mà mu kỳ quá không mà cái yếm đi. Mà yếm nghe hay. Cái yếm. Nếu cực kêu đúng là cái yếm. Yếm mù. Cũng vậy ba ơi. Lần lộn thịt ba ngon lắm các bạn ơi. Quá đã. Này tôi nghĩ chấm bánh mì. Nó trời lớn vậy Nguyên. Nó trời lớn rồi. Không bán kiếm thu nhập thì mặn thịt ăn luôn rồi. Em cũng đi làm mà anh. À, ông còn phải đi làm mà còn mấy cái này là ăn chơi ăn vui đúng không? Này của rừng cho mình cứ nhất. Ăn chơi ăn chơi ăn vui nha các bạn. Là ăn chui ăn dơ á. Cười cứ vậy hoài à. Cứ vậy hoài là tôi phải. Quá đã. Hình như video cũng đã dài rồi đó ông Quy. Theo ông thì chia sẻ thử cái món này lần đầu tiên ông thấy thì như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á Quy ăn cái món này á mọi người. Nói chung là rất là vừa ăn, cũng thịt nó. Chứ da nó hơi mềm mềm thôi.
chứ phải là mình tự đầu nguyên miếng cơm mình cắn vô sực sực hay nè. Không, mình nhìn vô nó mình nói nó dai lắm. Không phải các bạn, mềm, nó mềm quá, mềm sực 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 vậy đó, mà thịt nó cũng vừa đủ ăn chứ không phải là dai, cũng không phải là bở luôn nha, nhưng mà nó ngọt lắm. Thêm ở đây có nước dừa với gia vị cắt kiểu trong đây nấu lên với chuối các bạn, nó ngon, nó thơm lắm, có cái vị của cơm mẻ nữa, chua chua ngon ha, với cái mắm guốc cái mùi thấm thấm thúi thúi thì ta nói chung là vậy đi, nhưng mà thấm thấm thúi thúi cái gì nó cũng ngon các bạn ơi. Rồi thì qua cảm nhận lần đầu tiên ăn ba thì ở đây là mình ở cương vị của một người ăn trực, thì mình nói theo cái kiểu ăn trực. Thịt thịt da thịt nha, xương da xương nha, thịt thịt xương da xương ngon lắm các bạn ơi. Thì ăn cái yếm của nó, cái mù của nó là giống như là mình ăn cái da mà da trâu mà mình đã làm nhiều qua nhiều lửa rồi đó, nó mềm vậy đó, kiểu giống vậy đó. Thì luộc qua nhiều nước hả? À, thì đúng như gan vậy đó, mà phiên bản này phiên bản của bánh da lợn. Nói chung ra là ngon, tuyệt vời, lần đầu tiên ăn. Các bạn nhớ làm theo luôn nha. Rồi, thì Quy có gì điều gì muốn nhắn nhủ thì nói luôn đi Quy. Sẵn cả nhà nhớ ủng hộ kênh của anh Cát Cường TV, bộ Quy nha. Thôi khỏi cần giới thiệu tôi, tại vì cái bản mặt tôi tao biết ăn chật rồi. Ủa lộn. Cái bản mặt tôi người ta biết tôi là Cát Cường TV rồi. Đó, đây là Quy, đây là Khánh nè. Anh Khánh thì chưa ở trên. Số 1 anh Khánh cũng thì, theo Khánh thì cái món này thấy thế nào Khánh? Món này nghĩ là nếu anh em rồi tụ tập lại nhiều thì là ăn nó vui không? Không? Ăn nó vui. Với lại nó vừa là đồ dừng mà nó ăn đồ này kia thì cái vị của nó rất là tốt, rất là thơm. Mà ba như ăn đình thuốc không ta? Có đình thuốc không? Ba thì cũng như là lần đầu ăn nên cũng không đặt không. Ví dụ như có anh em đông đông vui vui các bạn cho nó bào bớt chuối với tàu hủ, chứ nó giờ để tàu hủ với chuối quá trời dán bỏ tàu hủ với chuối dán bỏ rồi video đó dài thì anh em nhớ cho Quy Nghệ một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem, vì một hành động sắp hai động vật nó chơi vừa bẫy về và vừa làm thịt chế biến luôn, để cũng như là phục vụ cho các bạn xem, thì các bạn cũng như cho Quy Nghệ động lực là cho một cái chia sẻ ủng hộ tinh thần với để mà lít một cái quảng cáo, coi một quảng cáo thôi cũng đủ rồi các bạn ơi, thì để cho Quy Nghệ có cái thu nhập. Thì Quy Nghệ chậm ra video vì lý do là phải đi làm công việc chính chứ không phải là tập trung vào cái môn này, cái môn này không có cái gì cho các bạn ơi, chỉ chẳng qua là đam mê thôi chứ tiền bạc không có nhiều cho các bạn. Hôm qua tôi mới lãnh 10 triệu á. em kênh này nhỏ mà anh bì theo cái đó sao được. Tôi mượn tiền người ta không chứ sân bắc này làm đâu ra tiền nhiều. Nói chung ra làm cái nghề YouTube này nó cũng bạc bẽo đó các bạn. Nếu các bạn làm được nhiều người yêu mến và xem nhiều thì tiền nhiều, còn mà xem mà giải trí, xem chơi xem vui thì anh em ở đây chỉ có tiền cà phê thôi, giống như là 2-3 triệu, đúng không? 2-3 triệu cũng có thể đủ tiền mua sữa cho con anh. Thì đúng rồi, thì qua được. Cái video này thì tôi cũng cảm ơn ông đã cho tôi thưởng thức được cái món gọi là ba nấu chuối, lần đầu tiên tôi mới ăn, cũng như là mới thấy trên YouTube, và cũng ông cũng bắt chước trên YouTube, và cũng cảm ơn ông đã xem YouTube. Rồi đến đây thì anh em mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo luôn nha. Nói đi em nội. Bye bye. Bye con, bye con. Bye, bye Tèo.